Có những nguồn tin nói rằng Ngài Medvedev có lời tuyên bố đanh thép dành cho Ukraine khi mà Nga buộc phải thống nhất dân tộc Nga và Ukraine ngày hôm nay với một lý do. Có những nguồn tin tình báo mà Ngài Medvedev nhận được rằng là những người Do Thái đang đi vào Ukraine để thu mua đất đai với ý đồ thành lập lên một quốc gia mới ở tại Ukraine ngày hôm nay. Vì lý do này thì không có một cái cơ hội nào đàm phán giữa Nga và Ukraine nữa. Và cũng sẽ không có một sự công nhận nào giữa những cái thỏa thuận Nga và Kiev. Mà việc cuối cùng Nga cần phải làm là thống nhất dân tộc và thu hồi toàn bộ đất đai, bao gồm cả những đất đai mà chính quyền ông Zelensky đã bán cho giới tư bản của phương Tây, là những người Do Thái của phương Tây đấy. Và sẽ không trả tất cả những khoản nợ và tiền mà chính quyền ông Zelensky đã bán. Thực sự đây là một tuyên bố quá đanh thép. Nếu thực sự nó là thông tin đúng thì đây là một thảm họa đối với Ukraine và đối với cả Donald Trump nữa. Trong khi đó, Donald Trump đắc cử thì đã khiến cho đồng minh châu Âu của Mỹ rung lắc rất mạnh. Và chính quyền ông Zelensky cũng lo ngại khi mà bị rút ống thở thì Ukraine chỉ có một cửa duy nhất là đầu hàng vô điều kiện mà thôi. Với tin tức ở trên chiến trường thì càng gây bất lợi cho chính quyền Ukraine hơn bao giờ hết. Trên cái chiến tuyến dài 1.300 cây số thì đang bị Nga bao vây và kiểm soát thêm nhiều đất đai. Hàng chục ngàn binh sĩ Ukraine thì đang bị bao vây ở trên chiến trường Donbass cũng như là chiến trường Kharkov, còn ở tại khu vực Kut cũng như là Sumy thì Ukraine đang xa lầy và biến nơi đây trở thành nghĩa địa cho khí tải phương Tây cùng với nguồn nhân lực của chính mình. Vậy câu chuyện cuối cùng của cuộc xung đột Nga-Ukraine, ý đồ của Điện Kremlin vẫn là thống nhất dân tộc thôi. Vì nếu như không thống nhất dân tộc thì sẽ không có đất đai của Nga để bảo vệ lợi ích an ninh của Nga. Và càng không thể chấm dứt được cái sự bành trướng của phương Tây. Và càng không thể đánh vỡ được toàn bộ sườn đông của NATO. Và kịch bản cuối cùng Vũ Quang cũng tin tưởng rằng Nga sẽ thống nhất dân tộc giữa Nga và Ukraine. Dù thông tin của Ngài Medvedev có chính thức hay là không chính thức, thì con đường đi tới thống nhất dân tộc nó sẽ là con đường để bảo vệ vận mệnh của nước Nga ngày hôm nay. Và Ukraine chính là bức tranh dân chủ mà phương Tây đã vẽ lên. Đến ngày hôm nay cũng đang trong giai đoạn chút hơi thở cuối cùng. Dù là chính quyền Donald Trump hay bà Harris thì kết quả cũng chẳng thay đổi được cục diện cán cân quyền lực trên thế giới và cũng không thay đổi được những gì đang diễn ra tại Ukraine trong bối cảnh hiện tại. Đây là bánh xe lịch sử cần phải quay về phía trước chứ không lùi lại phía sau. Tôi luôn tin vinh quang dành cho nước Nga và vinh quang dành cho thế giới đa cực.